Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 31, Việt Nam MediPharm 2024 vừa được tổ chức tại Hà Nội. Triển lãm này nhằm nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường y dược tại Việt Nam, góp phần vào mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tăng cường sức khỏe trong cộng đồng cũng như hội nhập quốc tế. Triển lãm quy tụ 350 doanh nghiệp với 550 gian hàng, tập trung giới thiệu các thành tựu, sản phẩm, công nghệ tiên tiến nhất trong ngành y tế của các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế như dược phẩm và thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, thiết bị bệnh viện, phòng khám, sản phẩm y tế chất lượng cao, thiết bị hóa chất sử dụng trong phòng thí nghiệm, thiết bị, vật phẩm dùng trong nha khoa và nhãn khoa, thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Điểm khác biệt của triển lãm năm nay là có nhiều hoạt động chuyên môn tập trung vào ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế như ứng dụng công nghệ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế số và chuyển đổi số trong ngành y dược, chăm sóc sức khỏe cùng nhiều hoạt động giao thương, khảo sát thị trường của các doanh nghiệp quốc tế.